Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bó hoa nho theo kiểu bó như thế này các bạn. Mình cần dùng đến là 2 miếng giấy mổ lớn, mình cắt ra thành 8 miếng nhỏ như thế này các bạn ạ. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng bó nhé. Bó tất cả các phông màu vào lại với nhau ấy. Kiểu bó này mình đã hướng dẫn ở các video trước rồi nên mình sẽ không hướng dẫn lại nha các bạn. Các bạn nào mà muốn xem cách bó kiểu này ấy, thì các bạn coi ở video trước cho mình nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng bó nha. Mình cho mặt phải ra ngoài, mặt trái vào trong nha. Thank you.
siết chặt tay nhé, để cho cái món phở nó chắc chắn đấy các bạn. Khi làm xong các bạn chỉnh lại giấy lúc này nhé. Theo dõi.
Chúc các bạn luôn vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.